Mới đây, tại một nhà trọ ở tỉnh Đồng Nai, hai anh em 7 tuổi và 5 tuổi ở trong phòng trọ đã bị đối tượng cướp đập cửa uy hiếp qua hình ảnh camera trong nhà ghi lại cho thấy hai cháu bé hoảng loạn kêu cứu. Việc để trẻ tự trông coi nhau khi không có người lớn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà chúng ta không thể lường hết. Chiều ngày 3 tháng 1, bé trai 7 tuổi cùng em gái 5 tuổi đã ở phòng trọ thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa. Thời điểm này, bố mẹ hai cháu đi làm, khi bé trai đang học trực tuyến cho cô giáo qua máy tính bảng, thì cửa phòng trọ bị đập phá liên tục, kèm theo tiếng quát lớn, dọa nạt, yêu cầu đưa điện thoại. Bé trai sợ hãi, trả lời mẹ cháu đi làm mang theo điện thoại. Không phá được cửa, kẻ cướp dùng gậy phá cửa sổ và dọa nạt hai đứa bé. Sợ hãi, bé trai đưa chiếc máy tính bảng qua cửa sổ cho kẻ cướp. Đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Cháu bé khóc thét, nhìn lên camera kêu cứu. Được biết, ba mẹ hai cháu đều là công nhân ở Biên Hòa không thể trông con tại nhà, hai cháu bé tự trông nhau, đến bữa tự ăn cơm do mẹ nấu để sẵn từ sáng, khiến cơ quan chức năng đang, đang điều tra làm rõ vụ việc.